Mến chào nha, mình tiếp tục đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào một clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 29 tháng 12. Thì đến với buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng có sưu tầm được vài sản phẩm rất là đẹp để quay lên giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Thì xem được thì đừng quên cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha, để mai mốt là bên em còn động lực làm thêm những clip tiếp theo để quay lên gửi đến cả nhà mình ha. Thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp. Trong clip này thì sẽ có một bộ lư đồng nha, trên 30 kg, lư tứ linh cực kỳ hiếm gặp ha, một cặp đôn đồng của Pháp đó. Bên cạnh đó là có một số tượng đồng, tượng Phật nha, và một bộ cồng chiên Tây Nguyên, có một kèn đèn ốp tường của Pháp. Bên cạnh đó là cũng có một con hổ rất là to, đại bàng như ý, sẽ có trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha, để làm động lực làm thêm những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Và mã số 1 đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu với cả nhà mình một cặp đôn của Pháp. Sau đây là em quay cận cảnh và sau đó là đo chi tiết cho mình xem ha. Đây cả nhà mình xem nha, một cặp đôn này mình về mình để trưng bày sưu tầm ở nhà thôi, khỏi chê, cực kỳ đẹp nha, mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Hai bên là hình ảnh nó có hai cái bộm nè, bộm là ba chân là ba cái bộm hình ảnh thiên thần của Pháp bằng đồng, mặt trên là mặt đá tự nhiên rất là đẹp, có một cái màu xanh ngọc rất là đáng để sưu tầm ha. Về trọng lượng thì cặp này trọng lượng là một cái đôn như thế này kèm luôn đá là khoảng 13 kg, một cặp là 26 kg, chất liệu bằng đồng. Đây là một cặp đôn đồng của Pháp cực kỳ đẹp, cực kỳ đáng để mình sưu tầm nha. Cái này về mình trưng bày sưu tầm thì rất là đẹp. Rồi sau đây là em đo chiều cao cho mình xem thử ha. Rồi chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 76 này cả nhà mình xem ha, 76 nha. Và bề ngang mặt đá trên là có khoảng là 30 38. Đó, rất là đẹp nha, rất là đáng đi sưu tầm. Và mã số 1 của ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có giá giao luôn cả nhà mình cặp đôn như thế này là 14 triệu đồng. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình. Đó, rất là đẹp nha. Đây là mã số 1 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 1. Tiếp theo, một sản phẩm cực kỳ hot. Đây là một bộ lư đồng tứ linh. Bộ này khoảng 32 kg. Bộ lư này là bộ lư đại nha. Đây cả nhà xem ha, đây là một bộ lư đồng nha. Đây là một bộ lư gọi là lư đại khổng lồ luôn á. Bộ này về trọng lượng khoảng 32 kg, chất liệu bằng đồng, cực kỳ đặc biệt. Trên đây là có chạm 4 linh vật tứ linh, long lân quy phụng, đế là được chạm nho sóc nha. Thì hai bên là hai quả đào rất là to, ở trên một con lân cực kỳ đẹp. Sau đây em đo chiều cao trước và sau đó là sẽ quay tổng thể cho mình xem ha. Và chiều cao một bộ lư đại như thế này, đo tới đỉnh đầu của chú lân là 79,5, gần 80 cm nha. Ở cái này để những bàn thờ lớn ha, rất là đẹp. Và chiều cao của chân đèn là cao là gần 60. Bánh xe đèn bề ngang là tầm có khoảng là 30 35, rất là to khủng. Đó, đây cả nhà em xem ha, xem quay kỹ cho bộ mình xem cái bộ lư này nha. Đây tứ linh, đây cả nhà mình xem ha, 4 linh vật nha. Đó, ở đây là ảnh là rồng nè, bên đây là con phụng nè, cả nhà mình thấy ha, long nè, lân nè, dưới này lân nè ha, quy tứ linh, long lân quy phụng, ở trên là một con lân nữa nha, còn ở dưới là long lân quy phụng. Lư này gọi là lư tứ linh đó, đặc biệt là rồng phụng nó được làm nổi cái phía ngoài cực kỳ đẹp nha. Ở dưới này là quy và lân, hai bên là hai quả đào rất là to, chất liệu bằng đồng cũ mà bên em nó vừa vệ sinh lại xong. Ở chân là ba cái chân lân rất là to khủng khổng lồ ở dưới, và đặc biệt dưới chân là có chạm những nho sóc nữa. Em quay dưới chân cho mình xem. Đây dưới chân này ha, cả nhà thấy là sóc nha, sóc nho. Ở trong là đây được chạm một con phụng nữa nè, cái đế. Còn ba chân là ba chân lân khổng lồ ha, chất liệu bằng đồng cực kỳ đẹp. Đây là mặt số 2 trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Và một bộ lư to cũng khổng lồ, lư đại của ngày hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình là 25 triệu đồng cho một bộ lư như thế này ha. Bộ lư to khủng ha, và cao là một bộ lư này cao gần 80 cm, nặng là 32 kg, chất liệu bằng đồng cực kỳ đẹp.
đây là mã số 2 và bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 3 trong video ngày hôm nay thì bên em giới thiệu với cả nhà mình có sưu tầm được một con hổ nha. Một con này nó rất là dài, em không có để lên bàn cân được nên là để trên hai cái đôn để quay cả nhà mình cùng xem luôn ha. Rất là nét nha. Đây là một con hổ, hổ như ý. Ở trên lưng của nó là có một cái nguyên một cái dây như ý chạy dài rất là đẹp. Trên đây là hình ảnh dơi nha, hổ như ý chất liệu bằng đồng. Một con này rất là dài nha, và chiều dài tổng thể của con này thì tầm có khoảng là 65 nha cả nhà ha. Đây từ từ đuôi nè tới chơi tới đầu là khoảng 65, và chiều cao là có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem nha. Đây là mã số 3 có trong video ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ của em sẽ quay lên giới thiệu cùng cả nhà mình. Và một con hổ như ý như thế này, tổng trọng lượng của nó khoảng 12 kg, chất liệu bằng đồng. Đó, này về mình để trên bàn làm việc của mình là rất là ok luôn nha, rất là đẹp. Và một con hổ như ý như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, một con hổ như ý có giá giao lưu với mình là 3.900.000. 3.900.000 bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ em nha. Đây là mã số 3 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 4 thì bên em giới thiệu với cả nhà mình mã số 4 của ngày hôm nay là một cặp đèn. Mã số 4 là một cặp đèn bắt tường của Pháp. Đây cả nhà mình cùng xem nha, rất là đẹp. Đây cả nhà mình xem hai cái tay ha, cái tay trong bắt ra đây, còn lam là lam bằng sứ ha. Chất liệu của đèn bắt trong thường ra là bằng đồng nha, lam là lam sứ. Mã số 4 và đường kính là có khoảng là 12, và chiều dài tổng thể là có khoảng là 28. Đó, chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Đây cả nhà mình xem ha, cái này về mình có thể treo lên tường nha. Có hai cách treo, một là mình có thể treo quay ngược xuống vậy, hai là mình cũng có thể là quay ngược lên nha, tùy theo cái sở thích của mình á. Mình có thể quay ngược lên vậy nữa, rất là đẹp. Một cặp đèn như thế này bên em có giá giao luôn với cả nhà mình là vừa đèn vừa sứ nữa luôn ha, chỉ có 2.000.000 thôi, 2.000.000 cho cả nhà mình ha. Một trong những sản phẩm rất là đẹp nha. Đó, chỉ có 2.000.000 có được một cái cặp đèn bắt tường rất là đẹp của ngày hôm nay. Lam là lam bằng sứ, tổng trọng lượng của tác phẩm này khoảng 3 kg, chiều cao là 22 nha cả nhà ha. Rồi mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Một cặp đèn bắt tường 2.000.000 cho mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5 cho ngày hôm nay thì bên em còn được một bộ cồng chiên Tây Nguyên bao gồm 5 cái, chất liệu bằng đồng. Đó, cái nhỏ nhất đây cả nhà mình xem, rất là vang nha. Cái nhỏ nhất là đường kính là 21, và cái dài nhất là đường kính là khoảng 29 cm, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem, đây rất là đẹp. Mình bỏ qua sản phẩm này thì rất là tiếc nha, một bộ cồng chiên của người dân tộc Tây Nguyên. Đây mặt sau đây, và có giá giao lưu cả nhà mình một bộ như thế này, một bộ rất đẹp ha. Bộ như thế này là 2.200.000 cho mã số 5 bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Mã số 5 rồi, tiếp theo mã số 6 hôm nay còn được một thượng quản gia đứng nha, quản gia giữ tiền, chất liệu bằng đồng. Đó, ông này giữ tiền ha, giữ tiền tài lộc, tổng trọng lượng là 3 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 29, bề ngang là có khoảng 11, chất liệu bằng đồng. Một cái giá giao lưu cả nhà mình, quản gia giữ tiền là 1.800.000 cho mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 là còn được một tác phẩm là gia đình heo, hai chú heo rất là dễ thương nha, gia đình heo ha. Mã số 6 tổng trọng lượng là khoảng 3.5 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 20, bề ngang là có khoảng 20, chất liệu bằng đồng. Và một tác phẩm như thế này, gia đình heo, thì bên em có giá giao lưu với mình là giao một tác phẩm gia đình heo như thế này là 1.800.000, bên em bao phí ship toàn quốc ha. Mã số 6 rồi, tiếp theo mã số 7 ngày hôm nay còn được một cặp tỳ hưu rất là to. Đây một cặp tỳ hưu to ha, cặp tỳ hưu cực kỳ to nha, chất liệu bằng đồng. Đó, có tổng trọng lượng là khoảng 4.9 kg. Đây quay một vòng cho mình xem ha, tỳ hưu như ý chất liệu bằng đồng, hai bên có hai cánh nữa nè, và chiều dài tổng thể là có khoảng là 25, rồi chiều cao là 18, chất liệu bằng đồng. Và một cặp tỳ hưu như ý như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000 cho mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8 là còn được một chiếc thuyền bồm thuận bồm xuôi gió,
chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng của chiếc thuyền này là tầm khoảng là 3,2 kg, rồi chiều cao tổng thể là 24 cm, chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 27. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem đây. Rất là đẹp ha. Đó. Và chiếc thuyền bơm như thế này, bên em có giá Zalo cả nhà 1.800.000, 1.800.000 cho mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay còn được một con rồng. Đó, một con rồng. Con rồng cho mã số 9 trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Con rồng này tổng trọng lượng là khoảng 4,8 kg, rồi chiều cao tổng thể là 37, bề ngang là 25, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem đây, nguyên một con rồng ha, rất là đẹp luôn nha. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ ha, con này có giá Zalo cả nhà 1.900.000 là mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay còn được một nữ thần công lý cho mã số 11. Một những tác phẩm cũng rất là hay nha, nữ thần ha. Đây là ảnh tượng nữ thần công lý. Tay đang cầm cán cân nha. Chất liệu bằng đồng, đây là tượng đồng châu Âu nữ thần công lý, có tổng trọng lượng là khoảng 4,2 kg. Và chiều cao của tác phẩm này. Chiều cao tác phẩm này rơi vào khoảng là 44 cm, bề ngang là khoảng 13, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này. Rồi bên em có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 2.800.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc, đây là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là một cái ấm con vịt độc lạ. Đó, một con cắm con vịt ha, rất là độc lạ luôn nha. Có tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg. Và chiều cao ấm con vịt này khoảng là 32, rất là to. Bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 35, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái ấm con vịt như thế này, rất là to, cái giá giao lưu cả nhà mình là 2.000.000 đồng. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc ha, cho một cái ấm con vịt chất liệu bằng đồng xưa rất là to của ngày hôm nay. Đây là mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12 thì hôm nay bên em còn được một tượng. Mã số 12 là còn được tượng Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Tổng trọng lượng là 7,8 kg. Và chiều cao tổng thể 30. Bề ngang là khoảng 24, chất liệu bằng đồng. Đó, đây cả nhà mình xem ha. Cái giá giao lưu với cả nhà mình một tượng như thế này. Rồi một tượng như thế này 3.800.000, anh em vào luôn phí ship toàn quốc ha. Mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 ngày hôm nay là một chú mèo, mèo chiêu tài. Đây là một chú mèo chất liệu bằng đồng, mèo chiêu tài. Cười rất là tươi nha, cầm gậy như ý ha. Tổng trọng lượng là khoảng 6 kg. Mã số 13. Và chiều cao tổng thể là 32, gần 33 cm. Rồi bề ngang là 19. Rồi đế là 18, chất liệu bằng đồng. Và có giá Zalo cả nhà mình một chú mèo chiêu tài như thế này là 2.400.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc, đây mã số 13 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 là một tượng bát mã nha. Mã đáo thành công ha, 8 con ngựa đang xải trên vạn lý trường thành nha. Thì đây là mã số 14. Và chiều dài có khoảng là 29, bề ngang là khoảng là 20. Chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu với cả nhà mình một cái tượng như thế này. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.000.000 đồng. 8 con ngựa đang xải trên vạn lý trường thành ha. Đây là mã số 14. Chất liệu bằng đồng cũ, cực kỳ đẹp. Đây cả nhà mình xem đây. Đây là mã số 14. Rồi 15. 15 hôm nay là em lên cho cả nhà mình một tượng Phật Di Lặc. Chất liệu bằng đồng. Cũng cười rất là tươi nha. Tổng trọng lượng 3,2 kg. Thì bề ngang tổng thể là có khoảng là 28. Rồi chiều cao là 14 cm, chất liệu bằng đồng. Cũng cười rất là tươi nha. Đây cả nhà mình xem đây ha. Rất là đẹp, đế này có chuyện luôn. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình 1.800.000, bên em bao luôn phí ship toàn quốc. Đây là mã số 15 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 ngày hôm nay đây còn được một tượng tế công. Đó, tượng tế công ha, tổng trọng lượng là khoảng 3,2 kg.
cho tác phẩm Tế Công, chiều cao tổng thể. Rồi, chiều cao tổng thể của tượng Tế Công là rơi vào khoảng là 24 cm, bề ngang là 16, chất liệu đồng. Có giá giao luôn cả nhà 1.800.000 cho tượng Tế Công của ngày hôm nay. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ em ha, mã số 16. Rồi 17. 17 là lên. Còn cả nhà mình được con rồng hồ lô ha. Chất liệu đồng. Thì con rồng hồ lô mã số 17 của ngày hôm nay có tổng trọng lượng là khoảng 5.8 kg. Đó, và bề ngang có khoảng là 31 cm, chiều cao là 24, chất liệu vận đồng, và có giá giao lưu cả nhà mình là 2.600.000 cho mã số 17 trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 10 17. Rồi tiếp theo mã số 18 của ngày hôm nay còn được một cặp nai ha, ở chất liệu vận đồng cũ nha, nai hoa mai. Đây là mã số 18, một cặp nai chất liệu vận đồng, tổng trọng lượng là khoảng 2.2 kg. Và cặp nai này chiều cao tổng thể là 28, rồi chiều dài tổng thể là có khoảng 19 cm, chất liệu vận đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình một cặp nai như thế này là 2.000.000 đồng ha, 2.000.000 đồng cho cặp nai hoa mai của ngày hôm nay. Thì mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Cặp nai hoa mai mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. 19 là còn được một tượng ha. Một tượng tượng Phật chất liệu bằng đồng xưa, đó, lên ten xanh thời gian nha. Bên cạnh đó là trên áo của vị Phật là có rất là nhiều vị Phật nhỏ luôn ha, áo nổi nha. Tổng trọng lượng là khoảng 6 kg, và chiều cao là 42 cm, bề ngang là 27, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng Phật như thế này, đó, cái giá giao lưu cả nhà mình là 3.800.000 cho mã số 19 trong video ngày hôm nay. Và mã số cuối cùng là giới thiệu với cả nhà mình một tác phẩm đại bàng như ý cho mã số 19, cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Ở đại bàng như ý chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 8.2 kg, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem ha, rất là đẹp nha, đại bàng như ý. Thì đây là mã số 20, mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay, thì có tổng trọng lượng là khoảng 8.2 kg. Đó, cả nhà mình xem ha. Và chiều cao tổng thể là 46, bề ngang là có khoảng là 34, chất liệu vận đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình 4.500.000. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ giới thiệu cùng cả nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo bên đồ cổ Cần Thơ em nha, với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.